Và khi mà thực hiện video này là Oanh chưa kịp uống nước. Và khi uống nước dừa đỏ Mã Lai này thì đầu tiên thì Oanh thấy nó rất là ngọt nha. Không có vị chua, ngọt thanh. Chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Đầu tiên thì Oanh xin phép được cảm ơn sự tin cậy của quý bà con chúng ta đối với siêu thị cây giống Willow Farm trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay bà con chúng ta sẽ cùng với Oanh chúng ta nếm thử nước dừa đỏ Mã Lai bà con nhé. Đây là dừa đỏ Mã Lai đất bầu. Và cây này là những cái cây đã sinh trưởng rất là lâu, coi như là đời đầu của dừa đỏ Mã Lai rồi. Và bà con hay hỏi Oanh là dừa đỏ Mã Lai uống có ngon hay không và cấu trúc hình thể của nó như thế nào. Vâng, thưa bà con, chúng ta dừa đỏ Mã Lai nó có hai loại, một loại đít bầu và một loại đít chu. Và thực sự ra hai cái loại này nó đều có cái chất lượng nước rất là ngang ngửa với nhau. Thậm chí là Oanh thấy dừa đỏ Mã Lai đít chu thì nó có cái độ gắt hơn, nên là nó có độ ngọt ngào hơn so với cái dừa đỏ Mã Lai đít bầu nữa. Và đặc biệt đó là Oanh muốn nhấn mạnh với bà con chúng ta là dừa đỏ Mã Lai tất cả đều bị ngạc nhiên bởi cái dáng rất là thon dài đấy, bởi cái dáng rất là thon như thế này thôi, nhưng mà lại có cái thể tích nước rất là dồi dào ở bên trong. Và bây giờ quý bà con chúng ta hãy cùng Oanh nha, chúng ta cùng nhau dành thêm một ít phút nữa để chúng ta tìm hiểu về thể tích nước của dừa đỏ Mã Lai. Tuy nhiên trước khi tìm hiểu thể tích nước của dừa đỏ Mã Lai thì Oanh cũng muốn giới thiệu sơ một vài cái thông số liên quan tới dừa đỏ Mã Lai để quý bà con chúng ta, những người lần đầu tiên xem video về dừa đỏ Mã Lai cũng có cơ hội được nắm lại. Liệu dừa đỏ Mã Lai là một cái loại dừa có xuất xứ từ Malaysia và đã được trồng thành công ở Việt Nam. Nó mới nổi gần đây tầm khoảng 2 năm gần đây ở Việt Nam thôi, nhưng thực sự dừa đỏ Mã Lai vườn giống của bên Oanh đã tầm 7 đến 8 năm tuổi và đã rất là nhiều năm nay mang lại giá trị kinh tế rất cao cho người nông dân. Và dừa đỏ Mã Lai bà con chỉ trồng từ khoảng 18 tháng bắt đầu cho lưỡi mèo đầu tiên, sức đề kháng rất là tốt, số lượng trái cực kỳ sai, cực kỳ dễ đậu trái, không cần phải quá tốn nhiều thời gian chăm sóc. Nếu quý bà con chúng ta cần một loại cây giống mà ít tốn thời gian chăm sóc, mang lại hiệu quả kinh tế cao và đặc biệt là thị trường tiêu thụ rộng mở thì dừa đỏ Mã Lai là một trong những loại trái cây như vậy, những loại trái như vậy. Trái cây thì không phải, chúng ta uống nước thôi nha, là một trong những loại dừa như vậy. Và đồng thời một cái quan trọng nữa là dừa đỏ Mã Lai á là thị trường tiêu thụ rất là rộng mở, vừa có thể tiêu thụ trong nước rất là hút hàng, và tiêu thụ xuất khẩu bằng cách là họ sẽ gọt hết cái gáo này ra và họ sẽ đóng khoen và họ in logo lên để họ xuất khẩu sang trời Tây, trời Âu vân vân. Thì bây giờ để mà hiểu rõ hơn tại sao dừa đỏ Mã Lai lại có một cái sức hút như vậy thì Oanh sẽ tiến hành cùng nhau, thứ nhất là xem thể tích nước của dừa đỏ Mã Lai á, nó có nhiều hay không. Tại sao là ai cũng phải wow lên khi mà uống cái dừa đỏ Mã Lai, khi mà chặt cái dừa đỏ Mã Lai ra. Cái thứ hai là xem chất lượng nước của nó có ngọt ngào hay không. Ở đây thì bạn Trương, anh Trương cũng có chuẩn bị sẵn dùng quanh là 3 cái ly. Thì mỗi cái ly như vậy là khoảng 250-300ml. Quanh nghĩ là cái ly này khoảng 280ml. Từ thường thường uống bia thì một lon này, một lon 330 thì không có hết cái này. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tiến hành chặt nha. Uya. Ngày hôm nay á là Oanh cũng rất là canh, trời hết mưa là Oanh cùng với anh Trương là ra quay video cho quý bà con. Chúng ta quay liền. Rồi tới rồi đó, tới rồi nè. Nhưng mà Oanh sẽ gọt sao cho nó đẹp đẹp xíu để cho quý bà con chúng ta thấy cho nó dễ thương ha. Chứ cái này là Oanh chụp bụp một phát một là nó sẽ tới cái gáo của nó liền. Tới rồi nha. Rồi bà con xem nè, rất là mềm chỗ này đó. Trái này thì tầm khoảng 1,6 kg, 1,6 kg thôi nha bà con. Đó. Tăng tăng tăng. Đó bà con xem nè nha, cái vỏ cái ấy rất là mỏng nha. Đây. Mình cũng đây bà con xem nè, cái gáo rất là mỏng nè. Đó, mình sẽ ụp vô. Chúng ta cùng xem, chờ đợi xem. Quanh đã đổ hết một phần rồi nha bà con, rất xin lỗi bà con luôn. Không được khéo khai hay làm cho lắm. Như vậy thì dừa đỏ Mã Lai bà con thấy là được tầm khoảng 2 ly nước nè. Nãy Oanh đổ thêm xíu nữa, nếu Oanh không làm đổ thì chắc cũng được khoảng 2 ly đầy đó. Thì bây giờ Oanh cũng chặt thử luôn, cái này nó cũng dạng cháo rồi.
Đó, bà con coi nè, cái phần gáo bên trong của nó nè. Bà con xem nè. Nè, lý do tại sao mà cái trái dừa nhỏ như vậy mà có thể tích nước rất là nhiều, là thứ nhất là cái phần vỏ của nó rất là mỏng. Bà con thấy mới có chút xíu à, mà nó đã tới cái gáo rồi. Ngay cả cái phần đầu của nó cũng có chút xíu, có đoạn này là tới cái gáo, nên mà con thấy cái trái dừa nó nhỏ vậy. Nhưng mà thật sự bên trong nó chứa rất là nhiều nước. Đây là một trong những lý do tạo nên sự thành công của dừa đỏ Mã Lai. Thì bây giờ Oanh cùng với bà con chúng ta uống nước nha. Oanh cũng không biết làm sao luôn, dừa đỏ Mã Lai mới chặt ra mà sau này có hai con kiến. Không biết luôn, anh Trương có thể quay cho bà con chúng ta xem. Trong này có hai con kiến. Một lý do đầu tiên là có thể là do cái ly. Thứ hai là có thể con kiến nó mò bằng một cách nào đó. Lúc nãy là Oanh đang làm việc, và khi mà thực hiện video này là Oanh chưa kịp uống nước. Và khi uống nước dừa đỏ Mã Lai này thì đầu tiên thì Oanh thấy nó rất là ngọt nha. Không có vị chua, ngọt thanh, không có vị chua. Bà con thấy á, nước dừa đỏ Mã Lai trong vắt à, và được tới gần 2 ly đầy lận. Tức là cho cái này là 280 đi, 280 thêm cái này tầm khoảng 200 nữa, thì nó tầm khoảng, Oanh nghĩ là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 350-400ml nước cho một trái, tùy theo thể tích, tùy theo cái trọng lượng và tùy theo cái đường kính của trái. Tuy nhiên một cái trái dừa nhỏ xíu như vậy mà nó lại mang lại cái thể tích nước nhiều như vậy thì chúng ta cũng hơi bị ngạc nhiên về điều này, đúng không ạ? Và điều này cũng chính là lý do tại sao giúp cho dừa đỏ Mã Lai tạo nên cái tiếng vang dọn như vậy. Chúng ta có thể dùng dừa Mã Lai để giải khát tại vì nó rất là ngọt. Chúng ta cũng có thể dùng dừa Mã Lai để làm gì ạ? Để chúng ta kho thịt. Chúng ta cũng thể dùng dừa Mã Lai để chế biến những cái thực phẩm khác tại vì lượng thể tích nước của nó quá nhiều và quá ngon. Đó, bà con thấy hai cái ly mà hồi nãy tới đằng đây luôn nè. Cái ly này nếu mà hồi nãy Oanh có hỏi á, thì nó tầm khoảng 280ml mà giờ Oanh cho 250 thôi. 250 thì cái ly này 250 thêm cái ly bên này nó tầm khoảng 150 nữa, ít nhất là nó cũng phải được 400ml nước đó bà con. 400ml nước trong một trái dừa có chút xíu như vậy nè. Bà con thấy ngạc nhiên không? Rất là ngạc nhiên đúng không? Quá ngon mà bác chưa? Rất là ngon. Dừa đỏ Mã Lai quá là tuyệt vời bà con nha. Bà con thấy dừa đỏ Mã Lai á, bà con hay hỏi Oanh á là trồng đít chu hay đít bầu, thì thực sự ra bà con trồng đít chu hay đít bầu đều được. Nhưng mà dừa đỏ Mã Lai bà con thấy là do cái gáo của nó quá mỏng, thì bà con đít bầu á là nó cái gáo nó mỏng nhiều lắm, nên là thường thường gọt đi xuất khẩu thì nó sẽ gặp cái vấn đề là hay bị nứt. Còn nếu với bà con chúng ta muốn đi bán cho công ty xuất khẩu, thường công ty xuất khẩu họ sẽ thu á là dừa Mã Lai đít chu để cho cái phần gáo này nè, tức là cái phần bảo vệ cái nước với cái cơm bên trong á, nó dày như vậy nó sẽ giúp cho cái trái dừa đi nó không bị nứt, không bị tét, không bị tổn hao trong quá trình di chuyển, thì chắc chắn nó sẽ có gập ghềnh. Nên là bà con chúng ta cũng xem, khi chúng ta trồng thì chúng ta cũng xem là dừa đỏ Mã Lai chúng ta muốn tiêu thụ thị trường nào. Còn thật sự ra dừa đỏ Mã Lai Oanh đã uống cả hai loại, đít chu với đít bầu, loại nào nó cũng ngon như nhau, loại nào nó cũng nhiều nước như nhau, chỉ có là cái hình thể của nó tạo nên cái ảo giác rằng cái trái đó nó nhỏ, cái trái đó nó lớn thôi, chứ không có ảnh hưởng gì hết. Thực sự bên trong nó không ảnh hưởng gì hết nha bà con nhìn cái trái nó nhỏ xíu như vậy nè, bà con nhìn cái trái nó chút xíu như vậy. Hồi xưa nhớ là cái dừa lửa nó phải bự như vậy nó mới được cái thể tích nước khoảng 400ml như vậy, mà bây giờ cái trái nó nhỏ xíu như vậy mà bên trong cái gáo nó bự vậy, nên bà con thấy nè, thể tích nước nó rất chi là nhiều. Bà con đo bằng một cái ngang bằng tay của Oanh nè, bà con thấy không, cái gáo nó quá chi là rộng ha, còn cái vỏ của nó quá chi là mỏng luôn. Đấy, điều này chính là lý do tại sao tạo nên sự thành công của dừa đỏ Mã Lai đối với những cái thực khách. Còn đối với những người trồng của chúng ta thì nó rất nhanh cho trái và sức đề kháng của nó rất là tốt, rất ít bị rụng sinh lý và kháng lại những cái nấm bệnh cũng khá là ok luôn. Có nghĩa là với những thông tin này quý bà con chúng ta cũng đã một phần nào đó rõ hơn về dừa đỏ Mã Lai. Còn việc khi mà Oanh đi vườn, Oanh cũng đã thực tế cho quý bà con chúng ta thấy ở dừa thì nó ít bệnh lắm, nó chỉ gặp một vài cái loại bệnh như là nứt trái, rồi đuôn dừa, bỏ cánh cứng, nấm bệnh, rồi nấm trắng, thì bà con chúng ta cần phải lưu ý việc này. Và Oanh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta những cách khắc phục cũng như những cái dinh dưỡng cần thiết cho dừa để dừa sớm cho lưỡi mèo và sớm cho nhiều trái và chất lượng nước thật là ngon để chúng ta tạo nên điểm 10 cho chất lượng tại khu vườn của mình bà con nhé.
Còn bây giờ nếu quý bà con chúng ta yêu thích dừa đỏ Mã Lai, hãy cho Quanh xin một like và đăng ký kênh siêu thị cây giống Willow Farm để khi nào Quanh thực hiện những video tiếp theo thì bà con chúng ta có thể được nhận đầu tiên. Mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh. Xin phép được chào quý bà con chúng ta và hẹn gặp.